Hello mấy bác nha, giờ em đã vào tới rừng đây và gặp hai người đẹp đi lấy lan mà không mang vũ khí gì luôn. Đây đang mượn dao bọn em để chặt lan nha. Đó. Wow, hai người đẹp này đi đâu mà lấy thấy lan đây? Chưa có người yêu nha mấy bác. Đó rồi, mà có người yêu đâu có chồng. Sao đó cứ thoải mái đi. Cứ thoải mái đi. Anh em trên này là họ thoải mái lắm. Đây, khu rừng nha mấy bác nha. Đó, em thì chưa được cái gì đâu. Nói chung là gặp hai người đẹp là dừng chân tại đây. Ở đây là cây nó rất là thấp thấp mấy bác. Cho em phụ nữ có thể là khai thác thoải mái. Cái tắt hay sang vậy? Bông. Nó đâu vậy? Chặt cái này để dựa lên nha mấy bác nha. Không leo được. Chết chết rồi thế này. Phá rừng rồi mấy chị em này không được. Ồ, đây từ. Ồ, đi từ sáng rồi hay là chiều? Mày tu ơi. Đù, có cả rau ngót luôn mấy bác. Cái này là bảo hí đây. Hoa rất là đẹp, cái này thì chưa nở. Còn chùm chùm nhá. Ơi chị. Có cái nhạn nữa, hai cái nhạn đây. Cái nhạn này khá là đẹp đây. Hết xăng, nhìn mịt đấy. Hai người đẹp nha mấy bác nha. Ai chưa có chồng gì gì thì cứ review lên nha. Chà. Gặp hai người đẹp leo cây như khỉ nha mấy bác nha. Hôm nay là may mắn được quay người đẹp nhá. Được quay người đẹp cho mấy bác xem trèo cây đây. Chú chà. Cái Tây Nguyên là vậy nhá. Cố gắng lên. Áo mất à? Yo, cố lên, cố lên. Đã bám tới rồi. Thiếu động lực. Có bác nào cho động lực coi nào. Nghĩ đã, lấy đà nữa. Hôm nay không được lan nhưng mà được quay người đẹp là được. Thế là thay phiên nhau nữa. Một người thất bại rồi một người nữa. Sẽ thực hành. Cái văn sư này phải hai cần. Cái khái khỏi tế. Thế khai rồi thế. Dạ. Khai sử. Thế đây mà đấy. Cho thứ mưa thế khai sử bày hạ đọc cục áo. Đấy, thay nhau nha.
Nhìn nè. Thế là phải nhường má táo cho các chị em phụ nữ. Đây. Mấy người đẹp phải giới thiệu bản thân của mình cho bác nghe coi nào. Bà già đồ khoe khai thằng keo kiếm lâm lên rồi. Đấy, người này mới là chính thức là voi bán đơn. Mạnh mẽ luôn đó, đồ leo như khỉ luôn mấy bác ạ. Cố gắng lên. Ừ, đúng bài luôn. Đã không cần chụp khổ và nhanh yêu cột mãi. Đó. Thành công rồi đó. Thế mà vẫn được nhạn với quế tím ấy bác ạ. Quá là đẳng cấp luôn nha. Đó, thế là có tiền mua trà sữa rồi. Không biết là trà sữa hay là thùng bia nữa. Vợ thùng bia luôn hả? Mặn dữ. Mấy thùng mới tính. Đu một thùng chưa tính luôn. Đó, bác nào có điều kiện tí là uống nha. Ui. Đó, còn một cành nữa các bác. Chú chà, vợ hàng xóm leo mạnh mẽ thật mấy bác. Ui. Bụi quá. Chú chà. Hai đại ca này chỉ bé thôi, này không có dao gì hết luôn. Wow. Chắc gọi là đi du ngoại thôi. Thái Lan là về hai luôn. Để có tiền uống tà tưa nhá. Đây, có tím. Đây, con nụ luôn nha. Tím rất đẹp luôn. Hây, hây. Hây. Đây. Bồ, chắc là hành hạch luôn chặt, chặt, mình thế chấp chấp cho mơ mẹ. Cũng khá là đẹp nha, mấy bác nha. Đó, mấy bác hãy ủng hộ hai người đẹp với nha. Đó, có hai người đẹp đi lái lan nữa. Để xem người đẹp xuống thế nào. Quay cho mấy bác xem người đẹp xuống thế nào nha. Ồ, nghỉ ngơi nữa hả? Chứ chà, nghỉ ngơi nữa. Ui. Nhờ có cái đó nữa không có. Không có cái đó nữa là véo véo. Hai em gái sẽ được lên sóng tối nay. Đang thanh hộ mà. Cây nào cũng ra hết. Quế với lại sóc. Sóc thì chuẩn bị thôi, sóc thì chưa ra. Nhạc không vậy. Ôi 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 ôm cái cây nhỏ luôn.
Tôi chào. Lên và xuống, có thể nói cho các bác nghe được không? Cảm giác thế nào? Hỏi cái bà đó. Chị em phụ nữ còn ngại lắm mấy bác ạ. Chỉ gọi là nói chuyện trong điện thoại thôi. Đây đây. Về luôn hả? Không đi kiếm nữa à? Ôi, hai người đẹp về luôn nha mấy bác nha. Ôi, chẳng hộ, đây là phụ ạ, đẹp cứ mùa cục khoảng. Khô lụt cả mì. Chữa hữu cả mì. Chữa hữu thông cả mì. Ô, tụ ạ. Con á, thường á. Á, ngủ nè. Rồi, chúng ta. Vừa lấy lan và vừa lấy củi luôn mấy bác. Đù, mấy người đẹp này tranh thủ gớm nha. Đây, sắp đầy cái gùi rồi nha mấy bác nha. Đó. Sông bò xay toàn là hiền hết. Thế là... Cảm ơn mày chị đơ, cảm ơn chị đơ cửa. Đây, hai người đẹp về trước, bọn em về sau. Đây, mấy bác, em là test cái này nhá. Đó, cái quế rất là nhiều nhá. Tại vì nhỏ cũng lấy, tại vì nhỏ thì cũng đã cho hoa nhá. Đó. Đây, một cây, hai cây. Rất nhiều nhá. Và kia là chi chít đầy luôn. Và bên này nữa. Đây, bên kia nữa. Rất là nhiều nhá. Chú trà. Kìa, ô. Chú trà. Như là cành bên này nhá. Rất là nhiều luôn nhá. Gọi là đúng bài bản luôn, rất là đẹp luôn nha. Lại gặp một bài của tím nha mấy bác nha. Đó. Chưa. Một bài của tím luôn. Rất là nhiều cây nha. Ở đây nè. Đã cho nụ hết nha. Đó. Rất là ok nha. Đây. Nói chung là hàng của tím này rất là chậm lớn, cho nên là để được cây lớn rất là khó. Cây tầm này đã cho nụ rồi. Và cây kia mới đá mới bắt. Em sẽ lấy khúc trái luôn. Đó, để chúng ta trưng làm một treo vậy luôn. Cho đúng bá đúng chất luôn. Gọi là không lố lợn, lận lộn luôn. Rồi lấy nguyên khúc luôn. Rồi, chắc hôm nay là cũng nhiều anh dặn lấy cúc áo, chắc là mai em mới lấy được. Giờ cũng 4 giờ rồi. Chắc em cũng lấy ít, nói chung quế tím nữa. Gặp thì lấy thôi, không gặp thì chắc em cũng quay về. Giờ là 4 giờ rồi. Bây giờ không thấy lan nào chịu một cho nó. Hai trâu tại vì vừa rồi em là cho hoa là nuôi cái hoa xong rồi nuôi quả nên là bắt buộc lá để xuống nha, phải héo nha. Còn mùa này thì quế tím là lá vẫn bình thường nha, không héo nha, không bình thường luôn. Đi như không gặp nắng gặp mưa luôn, nói chung là lá mà lá cứng luôn, dày đặc khít luôn. Đó, cho mấy bác xem, dày đặc khít luôn, không héo không gì. Tại vì giờ mới cho hoa, trong khi đó cây quế tím đã cho hoa xong rồi, thành ra là mưa sẽ xuống là cực kỳ rất là khỏe nha. Cho nên quế tím mà chỉ tiếc là phát triển lá thì tùy cây thôi, có cây cũng mạnh lắm, có cây thì chập chạm và yếu. Đây, hay gặp lá thế này là cho hoa. Và cây này thì sang năm mới cho được, cây này thì năm nay thì không cho được này. Nó tùy cây, có cây bằng này thì cho hoa, nhưng có cây này là không đủ lực để cho hoa. Rồi em sẽ lấy cho mấy bác về sưu tầm nhá. Ok, cảm ơn các bác nha. Hello mấy bác nha, giờ bọn em đã sắp xếp vào bao đây. Đó, quế tím không? Tại vì giờ cũng chiều rồi, cũng phải về. Chứ cúc áo thì mai em sẽ lấy nhá. Nói chung là mong mấy bác chờ nha.
Đây em đã được một cây quế tím lá xoắn, lá xoắn nha. Đây em sẽ review cho mấy bác xem. Mà cam em mở quá không lấy được nét này. Đó. Kỳ lạ ta, sao quay xa lại nét ta. Đó đó. Lá xoắn nha mấy bác nha. Này xoắn ra. Này xoắn ra này. Còn lá đọt thì chưa gọi là vẫn nằm trong đó. Hai lá đọt này là xoắn hết nha. Lối em lấy này. Đó được một cây quế tím lá xoắn. Rất là tuyệt vời nha. Đó. Rất là ok luôn. Rồi, bắt đầu về thôi mấy bác ạ. Đây là mấy đại ca sang bán lan cho em nha mấy bác nha. Đây. Có nhỏ có lớn. Mẹ một con rồi. Wow, nửa bao luôn mấy bác ơi. Chú cha. Đây của này này nữa đây. Mở hết cho mấy bác được xem đi. Lan gì mẹ con còn. Sóc lâu thế. Khoan hỏi ạ. Wow. Không gái hả? Có béo. Trời, không thương luôn. Đố luôn. Dễ trai ơi. Đu đạt. Ôi, cái này cái hôm qua em lấy này mấy bác. Cái này làm cánh thì được, chứ kép lan là không được đâu nha. Cái nó nhỏ này. Đố mấy quế này biết chưa? Nụ rất là to luôn, cây to nụ to nhá. Siêu vip luôn nha. À, 5 căn đúng không? À. Nó hay là hả? Tôi trả tướng hai anh chàng này chứ. Hóa ra không phải, đi xem, đồ bây giờ. Ô, này hiền mà. Đủ cả, em này rất là phê luôn này bác. Thế là lan của hai đại ca này là đây. Đơn như thế này, đây. Ồ, đây hả? Lan của hai đại ca hả? Thôi đó luôn. Lan của hai đại ca này nha mấy bác nha. Đó, bác nào mà không tin thì xuống đây em dẫn đi với mấy đại ca này nha. Đây cầm máy này thanh niên rồi. Thôi em xin phép tắt video nhá. Đây mấy bác, hàng của em nó mang nha. Cái nhãn rất là đẹp luôn. Đấy mà lá chắc tầm 4 cm, 4 cm rưỡi. Nói chung là em nói vậy thôi chắc cũng 5 cm. 20 cặp lá nha. Hello mấy bác nha, giờ em đã lên video đây. Nói chung là em đã làm hết đủ đơn cho mấy bác luôn. Đa số là quế tím nha, có cả nhãn to luôn. Và cái lan sừng trâu rất là đẹp. Nhãn trâu bích ngọc, nhất đêm hồng với quế tím. Quế tím thì có mấy đơn VIP nha. Riêng 3 đơn cực kỳ VIP luôn. Bây giờ em sẽ lên đơn đầu tiên, đơn số 1 là 250k. Là có hoa nha, không phải là nhỏ đâu. Nói chung là đã cho hoa nha. Đây, đó vòi hoa nha. Rất là nhiều cây nha. Cho nên là nhỏ là đều chơi hoa được hết nha. 1 cây, 2 cây, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái này thôi khỏi tính đây. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đó rất là đẹp luôn nha. 20, 19 đi. 20, 21, 22. Đó, cái nhỏ không tính luôn nha. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 53. Nói chung là em đếm cây vừa vừa thôi. Còn cây nhỏ là không tính, là tính 50 con á. Cho hình số 1 là 50 con luôn. Là nó phải trên 50 con. Tính 50 con thôi. Đó, và hình số 2 cùng 250k luôn. Cây này thì nó to hơn nha mấy bác nha. Đó, cho hình số 2 là 250k. Cho một cây, này nó to hơn hẳn nha. Đó, cây nào cũng ra nụ hết nha. Một cây, 2, 3. Đó, nhỏ thôi đây, có vui nụ luôn. 4, 5, đây quả luôn. 6,
7, 8, cái mấy cái nhỏ thì 7 đột nha. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Đó, 24 cây. Mà cái đơn này thì phải tầm 30 cây. Nói chung 24 cây đi. 24 cây, 25 cây. Là cũng 250k. Và hình số 3, 200k. Hình số 3 thì nó to hơn và ít hơn nhá. 1 cây, 2 cây, 3, đó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây. Đó, cho hình số 3 và hình số 4. Hình số 4 thì nó lại đẹp hơn. Nói chung cũng tương đương, cũng 200k luôn. Một cây đây và cây bảo hí luôn, đã cho hoa luôn, chung một thể nha. Cây này thì rất đẹp này. Đó, một cây, hai cây, đó. Ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, chín cây, 10 cây, 11 cây. Ok, cây này rất là đẹp luôn. 12 cây, 13 cây, 14, 15 cây, 16 cây. Ok, cây này rất là lực này. 16 cây. Và hình số 5. Hình số 5 thì 100k. Cho cây này nhất điểm hồng, một bụi. Cây này thì cây lan sừng trâu, cả bồng hết tất cả. 1 đột, 2 đột, 3 đột, 4 đột, 5 đột, 6 đột, 7 đột, 7, 8 đột luôn nhá. Đó, cây này cũng có hoa nha, rất là đẹp luôn. Và chung cả bảo hí nữa, 1, 2 bụi bảo hí này, 2 bụi bạc, nói chung là cứ 2 bụi và sóc. Và cây này là nhất điểm hồng luôn. Đó, nhất điểm hồng hết. Đây, đây là hoa chưa nở nha các bác nha, vẫn còn chùm luôn. Cho hình số 5 và hình số 6, 200k. Hình số 6 thì em lấy cái khúc nguyên to luôn nha, để cho mấy bác về chơi kiểu này luôn, tùy mấy bác thôi, về chậu hay là gì á. 2 đột này, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, em chịu khó gùi khúc thế này luôn nha. Ui. Và khúc này nữa, đây, một cây rất là nhiều nha, khúc này thì rất là nhiều luôn. Đó, chúng ta về chơi thế này luôn, đúng bài luôn. Tại vì cái khúc này thì quá là ok luôn. Đây. Đó, quá là tuyệt vời luôn. 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc với khúc này nữa nha. Đó, khúc này, khúc thứ 4 đây. Đó, 4 khúc. Và hình số 7 là hình nhạn. Nhạn chip nha, gọi là nhạn này cũng to hơn nhạn kia. Đó, thì 200k cho hình số 7. Có 1 cây. Đó. 2 cây. 3 cây. 4 cây, rất là đẹp luôn. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 12 cây hình số 7, hình số 8, 250k, hình số 8 thì rất là nhiều luôn. 1 cây, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và trâu nữa là 25, 26, 27, 28, 29, 29 con luôn. Cho hình số 8 và hình số 9 thì đã trâu. Để cho có một cây to. Đó, một cây 100k hình số 9. Cây nhỏ 1 2 3 4 5 6 7 với cây rời, 8 với cây to nhé. Và cây nhạn to này, bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Itamanet nha, 20 cặp lá nha, rất là phê luôn nha. Đó,
Nói chung là em không lên đơn cây này, còn bác nào quan tâm thì cứ alo nha. Rất là đẹp luôn, VIP luôn nha. Tôi cực kỳ VIP luôn. Đó, thật sự là quá là mê, hút hồn luôn. Và hình số 10 cũng 200k cho hàng nhạn luôn. Rồi, cây này thì ít hơn và cây to hơn nhá. Một cây, hai cây, ba cây, cây này đã cho hoa rồi. Ờ, ba cây, bốn cây thân dừa. 5 cây. Ừ. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. Đó, 9 cây thế này là 200k. Và đơn số 11 cũng 220k cho một cây. Đây. 2 cây. Ừ. 3 cây, cây này rất là đẹp luôn. Đó. Cây này là mấy người đẹp lấy đây ngay bắc. 3 cây. 4 cây. 5 cây, cây này thì có bộ cây này nữa rất là tuyệt vời luôn. Đó, thêm cái lan này nữa. Mấy cây rồi ta? 1 2 3 4 5 6 cây. Với cây này. Cây này thì quá là đẹp luôn, chỉ tội là bị lấy xuống là lỗi lá thôi. Nhưng mà không sao, lá đột vẫn ok. Cho hình số 12. Hình số 12 thì 250k cho hình số 12. Quế tím. Đây. Một 4 cặp lá luôn. Đó, một cây. Cây thứ hai, cây này thì bản lá móc kiểu này rất là đẹp luôn đây. Đó, thân thủ. Nói chung là chỉ có lá này là khác thôi nha, rất là đẹp luôn. Đó, hai cây. Ba cây. Bốn cây. Đó, bản lá rất là đẹp luôn. 5 cây. 6 cây. 7 cây. Đó, bản luôn. 8 cây. 8 cây chốt đơn này. Và đơn 13 là đơn này là 200k. 13 cho một cây. Đây, xếp rất là đẹp luôn, rất là lực em này. Một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu, bảy cây. Tám cây. 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, 14 cây, 15 cây, cái này thì rất là tuyệt vời luôn này. 16 cây, 16 cây nữa. Cho hình số 14. Số 14 là rất là VIP luôn nhá. Hàng số 14 rất là tuyệt vời luôn. 250k một cây đây, giảm mít rụt nha mấy bác nha. Đó, vòi đó. Một cây. Hai cây. Đó, rất là tuyệt vời luôn nha. Đơn này thì rất là ok luôn rồi. Đó. Ba cây. Đó, rất là bản lá rất là ok luôn. Ba cây. Bốn cây. Đó. Năm cây. Cái này là VIP luôn nha. Cái này là VIP cực kỳ luôn. Nó nhìn như vậy là đã thấy nó quá VIP luôn. Cho hình số 14 và hình số 15 là hàng rời nha. Hàng rời là 350k mà cả đóng. Mấy bác là biết là nó không có cục gỗ á, mà nó nhiều cỡ này là biết là nó nhiều cỡ nào đó. Còn bác nào ưng thì em sẽ đếm nha. À, tại vì thời gian trong điện thoại em là không đủ nha. Rất là nhiều nha. Bác nào ưng trong đơn số 15 là để em đếm nha. Và hình số 16 là 250k cho cây VIP nha. Đây, một cặp này đã VIP rồi đây. Đó, một cặp. Và cặp này nữa thì quá là VIP luôn. Đó, chú chú. Cái này thì mấy bác nên chốt nhanh đi, cái này về kịp. Nói chung là chuẩn bị ra hoa rồi. Hoa nó rất là dài nhá. Còn cái này thì phải tầm chục đến 15 ngày mới hết ra vòi được. Đó, rất là VIP nha. Rất ok luôn. Và hình cuối cùng là hình 17 là 250k luôn. Hình 17 là có một cây VIP đây. Thân dừa cực kỳ luôn nha. Đó. Đấy, rất là to bản lá đây. Rất là bao đẹp luôn. Cây này là bao đẹp nhất luôn. Một cây. Và một cặp em này nữa. Đó, cặp em này thì xuất sắc luôn. Ừ. Rồi, Itamanet xin chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị của mình nha.